Đây là Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc, phát trên tần số FM 92,1 MHz. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc, hôm nay thứ bảy, ngày 18 tháng 7 năm 2020 thưa quý vị và các bạn trong chương trình thời sự hôm nay gồm có một số nội dung chính sau đây thường trực hội đồng nhân dân 7 tháng 7 năm 2020, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân thành phố Châu Đốc khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021 để đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020, xem xét ra nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2020 và quyết định một số vấn đề khác. Đến dự có ông Lâm Quang Thi, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc, ông Cao Xuân Bá, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Châu Đốc cùng các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố Châu Đốc. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố Châu Đốc đã xem xét, thảo luận thông qua một số nội dung quan trọng như báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân về phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2020. Thông báo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng cơ bản, thu phí tham quan khu di tích núi Sam 6 tháng đầu năm, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2020 đối với bà Quỳnh Hương Quyền, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội thành phố và ông Nguyễn Quốc Tế, trưởng phòng y tế thành phố Châu Đốc kỳ họp cũng đã chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề cử tri và đại biểu quan tâm về tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, trật tự xây dựng đô thị ảnh hưởng đến đời sống người dân. Đồng thời, kỳ họp đã thông qua 8 nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2020, phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách nhà nước thành phố Châu Đốc năm 2019 phê duyệt kế hoạch vốn danh mục dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh 6 tháng cuối năm 2020 bằng nguồn vốn ngân sách thành phố, chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2021. Sau một buổi làm việc khẩn trương nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân thành phố Châu Đốc khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp. Ngày 17 tháng 7, bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến năm 2020. Thời gian qua, bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang đã nỗ lực phấn đấu, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, điển hình như phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả công việc, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Theo đó, các chỉ tiêu của Sở Y tế giao hàng năm được thực hiện đạt và vượt. Công suất sử dụng giường bệnh đạt 127%, số bệnh nhân điều trị nội trú đạt 53.640 người, đạt 137%. Nhiều kỹ thuật hiện đại đã được thực hiện tại bệnh viện, giúp giảm chuyển viện, giảm chi phí điều trị cho bệnh nhân. Phong trào thi đua giỏi diệt nước đảm việc nhà cũng được quan tâm, phát động gắn giới phong trào phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, tỷ lệ nữ hai giỏi đạt trên 95%. Thông qua các phong trào đã tạo cho cán bộ, công chức, viên chức, bệnh viện không ngừng nâng cao y đức, nhận thức, tinh thần, trách nhiệm, đồng thời tạo thành phong trào thi đua thực hiện tốt quy tắc ứng xử trong bệnh viện, đẩy lùi các tiêu cực thực hiện tốt hơn công tác khám bệnh chữa bệnh, đảm bảo các điều kiện thực hiện và phát quy dân chủ, công tác dân vận của hệ thống chính quyền, tạo sự đồng thuận và xây dựng khối đại đoàn kết trong đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Ngoài ra, hoạt động công đoàn có nhiều đổi mới, tích cực tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động. Các chế độ chính sách của công nhân viên chức lao động đến hình như bệnh viện đã đề nghị xây dựng 5 nhà máy ấm công đoàn, sửa chữa một căn. Từ những kết quả đạt được 5 năm qua, bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh đã được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, đã có nhiều đóng góp trong việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và hồ sơ bệnh án điện tử năm 2019. Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đạt thành tích công đoàn cơ sở vững mạnh có phong trào thi đua xuất sắc năm 2017. Thời gian qua, các lực lượng chức năng của thành phố Châu Đốc phối hợp Ủy ban Nhân dân các phường cùng lực lượng công an, trật tự viên, đoàn viên thanh niên đã tiến hành tuyên truyền vận động các hộ dân không lấn chiếm lòng đường dĩa hè làm nơi buôn bán, kinh doanh hàng hóa gây mất trật tự và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị tại các trục đường chính, chợ, nơi tập trung đông các hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố, đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm. Trong tuần qua, đội cảnh sát giao thông và trật tự công an thành phố Châu Đốc phối hợp đội quản lý trật tự đô thị thành phố Châu Đốc tổ chức ra quân tuần tra kiểm soát được 7 cuộc, có 108 lượt đồng chí tham gia qua tuần tra giải tỏa, nhắc nhở 216 hộ dân mua bán lấn chiếm lòng đường dễ hè xử lý 6 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông cùng với đó đội cảnh sát đặc nhiệm tổ chức tuần tra kiểm soát và giữ gìn an ninh trật tự được 6 cuộc có 54 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia kết quả phát hiện và lập biên bản 9 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông tạm giữ 4 xe mô tô 5 giấy xe ô tô nhắc nhở bảy hộ dân mua bán lấn chiếm lòng lề đường dễ hè đồng thời các lực lượng chức năng còn tăng cường công tác tuyên truyền vận động ký cam kết tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của các tập thể cá nhân vi phạm nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành pháp luật về trật tự đô thị an toàn giao thông trên các tuyến đường dễ hè dành cho người đi bộ Thời gian qua, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Tế đã tăng cường công tác quản lý chợ theo đúng tiêu chí cơ bản, đảm bảo công tác quy hoạch xây dựng chợ thông thoáng, đáp ứng công năng hoạt động, tổ chức sắp xếp các hộ tiểu thương mua bán đúng nơi quy định, thường xuyên tuyên truyền vận động các hộ tiểu thương giữ vệ sinh môi trường không lấn chiếm lối đi chung, sử dụng điện an toàn trong khu vực chợ, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo trật tự, niêm yết giá, bán đúng giá quy định. Để nâng chất tiêu chí số 7, xã Vĩnh Tế tiếp tục nâng chất chợ cống đồn, thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ, tăng cường công tác kiểm soát, xử lý vi phạm mua bán lấn chiếm vỉa hè, lối đi khu vực chợ, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường trong khu vực buôn bán nhằm hướng đến xây dựng chợ văn minh. Ngày 17 tháng 7 năm 2020, Công an xã Vĩnh Tế tổ chức lễ ra mắt mô hình tự quản về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy rừng tràm ấp Mỹ Phú, xã Vĩnh Châu. Tổ tự quản về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy rừng tràm ấp Mỹ Phú, xã Vĩnh Châu được thành lập gồm 8 thành viên. Theo đó, tổ thực hiện nhiệm vụ nắm tình hình, kiểm tra về an ninh trật tự, công tác bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng tràm thuộc ấp Mỹ Phú, xã Vĩnh Châu, đồng thời vận động nhân dân tham gia giám sát đảm bảo an toàn về an ninh trật tự tại khu vực, việc thành lập tổ tự quản nhằm chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời vận động nhân dân phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm về lâm tặc và các tệ nạn xã hội gây bức xúc trong nhân dân, và đẩy mạnh công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn xã. Để chuẩn bị tốt cho giải xe đạp nữ toàn quốc lần thứ 21 An Giang năm 2020 được tổ chức từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 24 tháng 7 năm 2020, những ngày qua trên khắp các con đường thành phố Châu Đốc treo rất nhiều băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướng, cờ nước. Bên cạnh đó, xí nghiệp môi trường đô thị thành phố cử công nhân thực hiện quét dọn vệ sinh, cắt tỉa hoa cảnh tuyến đường Tân Lộ kiều Lương nhằm tạo cảnh quan thông thoáng, xanh sạch đẹp cho đoàn đua đi qua. Đồng thời, Công an thành phố Châu Đốc Bố trí lực lượng tại 21 chốt trực tại các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố, nhằm điều tiết giao thông, chặn dừng tất cả các phương tiện và người không cắt ngang đoạn đường đua, đảm bảo trật tự giải tỏa lòng lề đường, điểm xuất phát và điểm đích được biết, giải xe đạp nữ toàn quốc lần thứ 21 An Giang năm 2020 sẽ khai mạc vào sáng ngày 19 tháng 7 năm 2020 tại khu liên hợp thể thao thành phố Châu Đốc và đoàn đua sẽ xuất phát chặng đầu tiên với chặng đường 45,6 km đua vòng quanh đường Tân Lộ Kiều Lương, thành phố Châu Đốc. Theo Ban Quản lý Dự án và Đầu tư thành phố Châu Đốc cho biết, 6 tháng đầu năm 2020, Châu Đốc đã triển khai thực hiện 9 dự án trọng điểm như dự án tuyến đường nối quốc lộ 91 đến chợ Vĩnh Đông, dự án mở rộng chợ Châu Đốc, dự án xây dựng đường Phan Đình Phùng nói dài, đường Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Tri Phương, dự án nâng cấp, cải tạo đường Hoàng Diệu, dự án xây dựng cầu sắt qua kênh Ba Nhịp. Ba Nhịp, Quỳnh Giang Thu, dự án nhà thi đấu đa năng thành phố Châu Đốc, dự án công viên văn hóa núi Sam, các dự án giáo dục và hệ thống đèn LED toàn thành phố với tổng số vốn đầu tư là 76,109 tỷ đồng. 6 tháng cuối năm 2020, thành phố Châu Đốc tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân dứt điểm vốn đầu tư công của tỉnh và của Châu Đốc, lập và trình duyệt các dự án trong đó có 5 danh mục đề nghị nguồn vốn trung ương, 5 danh mục đề nghị vốn ngân sách tỉnh và 14 danh mục vốn ngân sách thành phố. Ngày 16 tháng 7 năm 2020, Ban chỉ đạo sinh hoạt hè phường Núi Sam tổ chức triển khai kế hoạch tháng sinh hoạt hè và mùa hè tình nguyện năm 2020 với chủ đề hãy để trẻ em được thể hiện, tham gia bày tỏ chính kiến của mình, thời gian diễn ra từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2020. Theo đó, ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động chăm lo, giáo dục đời sống tinh thần, chăm sóc sức khỏe cho thiếu niên, nhi đồng như tuyên truyền giáo dục pháp luật hướng dẫn kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích tai nạn đuối nước cho thanh thiếu nhi tổ chức các sân chơi lưu động các giải bóng đá cờ vua các trò chơi dân gian liên quan văn nghệ nhằm tạo môi trường lành mạnh để thiếu nhi phát triển năng khiếu bồi dưỡng ươm mầm tài năng các hoạt động tiếp sức đến trường vì cuộc sống cộng đồng qua đó tạo sân chơi lành mạnh thiết thực cho đoàn viên thanh niên và thanh thiếu nhi địa bàn rèn luyện kỹ năng sống bổ ích trong dịp hè Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947 27 tháng 7 2020, ngày 16 tháng 7 năm 2020, Đoàn Thanh niên Châu Phú B tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn phường Châu Phú B. Tại nơi đến, phường Đoàn Châu Phú Bê đã trao tặng 10 phần quà cho các gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công cách mạng bằng những việc làm thiết thực tuổi trẻ phường cho phú b sẽ không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức trao dồi nghiệp vụ để phục vụ tốt hơn cho sự nghiệp đổi mới của đất nước, qua đó đền đáp một phần sự hy sinh của các anh hùng đã hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ tổ quốc thực hiện kế hoạch số 1158 của Ban chỉ đạo 389 thành phố Châu Đốc về phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Trong tuần qua, các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra kiểm soát được 13 cuộc, có 78 lượt đồng chí tham gia. Qua tuần tra, phát hiện phương tiện vận chuyển 1.770 bao thuốc lá hiệu Z, 1.200 bao thuốc lá hiệu Hero, tăng vật phương tiện giao đội quản lý thị trường xử lý theo quy định pháp

theo Ban Chỉ đạo 389 thành phố Châu Đốc, trong 6 tháng cuối năm 2020, tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt trên cả nước. Các doanh nghiệp sẽ tập trung hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ bình thường trở lại. Do đó, dự báo tình hình sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại và hoạt động buôn lậu qua biên giới sẽ tiềm ẩn những nguy cơ tăng trở lại. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng cần có biện pháp tăng cường công công tác quản lý địa bàn, nắm chắc diễn biến tình hình buôn lậu trên tuyến biên giới, tình hình thị trường, giá cả hàng hóa, hoạt động sản xuất kinh doanh, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng để xây dựng phương án, kế hoạch và có biện pháp ngăn chặn hiệu quả, không để tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả diễn ra phức tạp kéo dài, nhất là trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán 2021 với quyết tâm kéo giảm hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng kém chất lượng. Trong tuần trên địa bàn tỉnh An Giang đã xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 5 người chết, 1 người bị thương, 6 tuần rồi tăng 1 vụ, người chết không tăng giảm, bị thương tăng 1. Địa bàn huyện Tri Tôn 3 vụ, huyện Châu Phú 1 vụ, Thoại Sơn 1 vụ và An Phú 1 vụ. Điển hình lúc 16 giờ 30 phút ngày 13 tháng 7 năm 2020 trên tuyến đường 955B thuộc ấp Bình An Ninh, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường bộ làm một người chết do Châu Sóc Kun, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú ấp Mần Rò, xã Giang Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, điều khiển xe ô tô 67K68384 lưu thông hướng Ba Chúc Châu Lăng. Đến khu vực trên, gia chạm với người đi bộ, Nắng Sóc Phôn, sinh năm 1974, thường trú ấp Tà Miệt, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, đang đi bộ trên cùng chiều xe chạy. Hậu quả, Nắng Sóc Phôn chết. Nguyên nhân công an đang xác minh làm rõ. Cũng trong tuần, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ toàn tỉnh An Giang đã tổ chức tuần tra kiểm soát được 175 cuộc, có 806 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Tổng phương tiện dừng kiểm tra 1.010 trường hợp, qua đó phát hiện vi phạm 539 trường hợp. Trong đó đã sử dụng trụ bia điều khiển phương tiện 41 trường hợp, ra quyết định xử phạt 547 trường hợp, cảnh cáo 10 trường hợp, tạm giữ 209 phương tiện, tước 65 giấy phép lái xe có 13 ô tô. Trong tuần lực lượng cảnh sát đường thủy công an tỉnh An Giang đã tổ chức tuần tra kiểm soát được 58 cuộc, có 228 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, tổng kiểm tra 787 phương tiện. Qua đó phát hiện và là biên bản vi phạm hành chính 731 trường hợp. Đã quyết định xử phạt 624 trường hợp thu qua khâu bạc nhà nước với số tiền trên 1,4 tỷ đồng. Cùng với đó, lực lượng thanh tra Sở Giao thông vận tải đã tổ chức tuần tra kiểm tra được 55 cuộc với 520 lượt cán bộ thanh tra viên tham gia, đã quyết định xử phạt 14 trường hợp với số tiền trên 20 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, bơi lội đã trở thành một môn thể thao được nhiều vật phụ quan tâm và muốn cho con theo học, bơi lội là môn thể thao không chỉ giúp các em rèn luyện thân thể, sự dẻo dai và sức bền của tất cả các nhóm cơ, giúp cơ thể nhanh chóng đốt cháy năng lượng mà nó còn là một hoạt động vui chơi giúp trẻ xả hơi sau một năm học hành. Không chỉ có vậy, bơi còn giúp các em có thể tự bảo vệ mình, tránh gặp những tai nạn sông nước. Tiếp theo chương trình thời sự hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Thành phố Châu Đốc sẵn sàng cho hội thi bơi lội cứu đuối. Hàng năm, Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố và Thành đoàn Châu Đốc tổ chức các lớp phổ cập bơi cho các em học sinh từ 6 đến 11 tuổi. Riêng năm nay, tại thành phố Châu Đốc đăng cai tổ chức hội thi bơi lặn cứu đuối, chương trình phổ cập bơi phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em tỉnh An Giang lần thứ 14 năm 2020. Hội thi diễn ra từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7 năm 2020 tại hồ bơi khu liên hợp thể thao thành phố Châu Đốc. Đối tượng tham gia hội thi là trẻ em nhóm từ 6 đến 11 tuổi và nhóm hướng dẫn viên gồm các vận động viên từ 12 tuổi trở lên trong những ngày này, các vận động viên đang ráo riết luyện tập, chuẩn bị cho hội thi bơi lặn cứu đuối, nhằm nâng cao thể lực cho các vận động viên, đặc biệt là tập luyện nhuần nhuyễn, các kỹ năng bơi cho các vận động viên trước khi tham gia hội thi. Bên cạnh đó, các huấn luyện viên tăng cường tập luyện cho các vận động viên tham gia thi đấu với các nội dung thi đấu gồm nhóm 1, các vận động viên từ 6 đến 11 tuổi, nhóm vận động viên từ 9 tuổi trở xuống và nhóm tuổi từ 10 đến 11 tuổi tham gia thi đấu 12 nội dung, bơi tự do, bơi ếch và bơi ngửa. Nhóm từ 11 tuổi trở xuống thi đấu 3 nội dung gồm bơi tiếp sức hai nam hai nữ và bơi tiếp sức nam nữ Nhóm 2 gồm các vận động viên là hướng dẫn viên từ 12 tuổi trở lên, nhóm vận động viên từ 12 tuổi đến 13 tuổi, nhóm 14 tuổi đến 15 tuổi, nhóm từ 16 tuổi trở lên tham gia 18 nội dung: bơi 25m cứu đuối, cứu nạn bắt buộc, bơi 10m và diều nạn nhân 15m bơi tự do, bơi ếch và bơi ngửa. Nội dung tiếp sức nhóm 12 tuổi trở lên tham gia 6 nội dung, bơi tiếp sức nam nữ, bơi tiếp sức hai nam hai nữ, lặn tiếp sức nam nữ và lặn tiếp sức hai nam hai nữ. Hội thi bơi lặn cú đuối cho thanh thiếu niên nhằm giúp cho các em biết cách xử lý các tình huống nguy hiểm, tự bảo vệ bản thân, không để xảy ra tai nạn đuối nước trong dịp hè và để các em có sân chơi lành mạnh, bổ ích trong dịp hè. Em Trương Văn Trung Kiên, học sinh lớp 11A12, trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu chia sẻ. Khi tham gia hội thi lần này em rất là vui. À, hội thi là một sân chơi lành mạnh à, giúp em nâng cao kỹ năng phòng à, chống đuối nước. À, ngoài ra còn giúp em rèn luyện sức khỏe à, và cũng là dịp để em giao lưu với các bạn. À, trong thời gian này em và các bạn sẽ cố gắng tập luyện để đạt nhiều thành tích cao trong kỳ thi này em Phan Kim Phương, học sinh lớp 6A1 trường Trung học Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu cho biết: Khi tham gia hội thi bơi lặn cuối đối này thì em cảm thấy rất là vui vì đây là một sân chơi rất là bổ ích. Giúp đây cũng là dịp để giúp cho em rèn luyện kỹ năng an toàn khi bơi. Đây là em sẽ cố gắng tập luyện để đạt được thành tích cao trong kỳ thi này. Hội thi bơi lội cú đuối là hoạt động thường niên nhằm để đánh giá hiệu quả của chương trình phổ cập bơi hàng năm, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh và nâng chất phong trào bơi lội tại địa phương. Bên cạnh đó, thành phố Châu Đốc sẽ chọn lựa các vận động viên xuất sắc tham gia hội thi cấp tỉnh. Thông qua hoạt động này cũng góp phần giáo dục học sinh toàn diện, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, giúp các em lựa chọn môn thể thao phù hợp để nâng cao sức khỏe. Ngoài ra, hội thi nhằm hưởng ứng chiến dịch phòng chống đuối nước của tỉnh năm 2020 2020 và phòng chống tai nạn thương tích cho thiếu niên dùng sông nước. Hội thi sẽ là một trong những cơ sở để lựa chọn các vận động viên ở nhiều nhóm tuổi khác nhau có thành tích xuất sắc vào đội năng khiếu của tỉnh. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. thưa quý vị và các bạn công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp có ý nghĩa quan trọng giúp mỗi cấp ủy tổ chức đảng, đảng viên nhận thức đầy đủ sâu sắc về ý nghĩa, vai trò tầm quan trọng của đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội lần thứ 13 của đảng, đồng thời phát huy dân chủ, tập hợp trí tuệ của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia vào quá trình chuẩn bị đại hội, thực hiện tốt công tác tuyên truyền sẽ góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng chính trị và hành động trong đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội. Tiếp theo chương trình thời sự kính mời quý vị và các bạn cùng nghe bài đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp. Đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng là sự kiện có ý nghĩa trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền là địa phương được Ban Thường vụ tỉnh ủy An Giang thống nhất tọn để chỉ đạo đại hội điểm rút kinh nghiệm cấp ủy cấp trên cơ sở đầu tháng 7 vừa qua đảng bộ thành phố châu đốc đã tổ chức thành công đại hội lần thứ 12 nhiệm kỳ 2020-2025 theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Châu Đốc Cao Xuân Bá, để đại hội thành công tốt đẹp, bên cạnh việc triển khai quán triệt các yêu cầu quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Trung ương và tỉnh ủy, Địa phương đã cụ thể hóa các chủ trương sát hợp với tình hình thực tế. Tại hội nghị rút kinh nghiệm sau đại hội điểm, Châu đốc được đánh giá làm tốt công tác tuyên truyền, chuẩn bị tài liệu, trang trí khánh tiết, đảm bảo an ninh trật tự, chuẩn bị chu đáo đề án nhân sự, văn kiện đại hội. Trong đó, công tác tuyên truyền cổ động trước, trong và sau đại hội được quan tâm chú trọng, thực hiện tốt công tác giáo dục, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên về ý nghĩa, nhiệm vụ của đại hội, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tâm tư tình cảm của cán bộ đảng viên, nhân dân để kịp thời định hướng, giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh, nhờ đó đã góp phần vào thành công của đại hội. Chị Trần Mỹ Duyên, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc cho biết, từ giữa tháng 6 năm 2020, thông qua đài báo mạng xã hội, tôi biết được công tác chuẩn bị Đại hội Đảng Bộ Thành phố đang thực hiện sáu riết. Các địa phương đơn vị ra sức thi đua lập thành tích chào mừng đại hội. Dọc theo các tuyến đường trên địa bàn thành phố, treo nhiều băng rôn, bano, áp phích, khẩu hiệu hướng về Đại hội Đảng Bộ Thành phố Châu Đốc, tiến tới Đại hội Đảng Bộ Tỉnh và Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Qua thông tin từ các cơ quan báo chí, tôi nắm được thành tựu của thành phố trong 5 năm qua và những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong 5 năm tiếp theo. Không chỉ trên địa bàn thành phố Châu Đốc, Thực tế cho thấy, từ sau khi Việt Nam kiểm soát thành công dịch bệnh COVID-19 chuyển sang trạng thái bình thường mới thì đầu tháng 5 đến nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh tại các trục tuyến đường chính đã tiến hành treo băng rôn, pano khẩu hiệu tranh cổ động tuyên truyền về đại hội Đảng bộ các cấp, chào mừng đại hội Đảng bộ địa phương mình tiến tới đại hội đại biểu lần thứ 11 Đảng bộ tỉnh An Giang và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tại hội nghị rút kinh nghiệm sau đại hội điểm của Đảng bộ thành phố Châu Đốc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng cần quan tâm chú trọng công tác tuyên truyền trước trong và sau đại hội. Theo đó, trước đại hội cần tập trung tuyên truyền định hướng, nội dung thông tin về đại hội, thành tựu, kết quả của nhiệm kỳ 2015-2020 định hướng của quyện ủy, thị ủy, thành ủy trong nhiệm kỳ 2020-2025 để nhân dân biết. Qua đó tạo khí thế, tin tưởng, phấn khởi trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân hướng tới đại hội. Trong quá trình đại hội, tuyên truyền giới thiệu sâu sắc kết quả từng nội dung, diễn biến để nhân dân, cán bộ, đảng viên nắm bắt được để sau đại hội có sự đoàn kết thống nhất triển khai sau đại hội tiếp tục tuyên truyền quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết tới từng đảng bộ chi bộ đảng viên và nhân dân đồng lòng thực hiện các nội dung tuyên truyền phải nêu bật tinh thần, đổi mới, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng, mở rộng dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong đảng. Đặc biệt, các hoạt động tuyên truyền phải thiết thực, hiệu quả, tránh vô trường, hình thức, lãng phí nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong cán bộ đảng viên và nhân dân nhằm góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ 11 Đảng Bộ Tỉnh và Đại hội lần thứ 13 của đảng Thưa quý vị và các bạn, kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021 sẽ chính thức diễn ra trong 2 ngày 18 và 19 tháng 7, tức thứ bảy chủ nhật. Chiều nay, các thí sinh sẽ đến làm thủ tục dự thi toàn tỉnh An Giang chỉ tổ chức thi tuyển đối với 3 trường chuyên biệt gồm trường trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu, thành phố Long Xuyên, trường trung học phổ thông chuyên Thủ Khoa Nghĩa, thành phố Châu Đốc và trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông An Giang, thành phố Châu Đốc. Đối với tất cả các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, trung học phổ thông còn lại đều tổ chức xét tuyển. Kính mời quý vị và các bạn cùng nghe bài sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Toàn tỉnh An Giang có 25.011 thí sinh đăng ký dự tuyển, chỉ tiêu là 19.925, trong đó số liệu đăng ký dự thi của 3 trường trung học phổ thông thi tuyển như sau: Chuyên Thoại Ngọc Hầu 817 trên 430 chỉ tiêu, Chuyên Thủ Khoa Nghĩa 548 trên 430 chỉ tiêu, Phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông 263 trên 170 chỉ tiêu là một trong ba trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyển sinh, trường trung học phổ thông chuyên Thủ Khoa Nghĩa thành phố Châu Đốc đã chủ động cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay. Thời điểm này, 24 phòng thi phục vụ nhu cầu tuyển sinh đã được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất giới bàn ghế mới, cũng như hệ thống đèn, quạt, phục vụ thí sinh. Ngoài ra, 72 cán bộ coi thi, giáo viên, lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại hội đồng thi trường Trung học phổ thông chuyên Thủ Khoa Nghĩa đã được cập nhật thông tin đầy đủ, sẵn sàng phục vụ kỳ thi sẽ diễn ra trong 2 ngày 18 và 19 tháng 7. Phó Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Thủ Khoa Nghĩa Trần Quốc Vũ thông tin, năm học 2020-2021 nhà trường sẽ tuyển khoảng 430 30 học sinh khối 10 cho 10 lớp chuyên và 2 lớp không chuyên. Theo số lượng đăng ký đến thời điểm này, chúng tôi có khoảng 545 hồ sơ dự tuyển gồm học sinh của các điểm trường trên địa bàn thành phố Châu Đốc như Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, Trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu cùng một số học sinh ở các huyện lân cận như An Phú, Châu Phú, Tịnh Biên cũng tham gia dự tuyển. Thực tế các em đều đã xác định mục tiêu phấn đấu vào trường chuyên từ đầu năm học nên chất lượng thi tuyển năm nay sẽ khá cao. Việc tham gia thi tuyển vào trường chuyên là mong muốn của hầu hết học sinh. Tuy nhiên các em vẫn có thể theo học ở các điểm trường khác khá chất lượng trên địa bàn thành phố Châu Đốc là Võ Thị Sáu và Châu Thị Tế nên áp lực đối với thí sinh không quá lớn. Năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ ra đề thi chung cho các điểm trường tổ chức thi tuyển sinh lớp 10. Nếu muốn trúng tuyển vào các trường chuyên, đòi hỏi thí sinh phải có kế hoạch chuẩn bị nghiêm túc và nỗ lực hết mình. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tại Hội đồng thi trường Trung học phổ thông chuyên Thủ Khoa Nghĩa đã hoàn tất và sẵn sàng phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay. Mong rằng các thí sinh sẽ có đủ tự tin phát huy kiến thức đã có để đạt được nguyện vọng của mình. Bên cạnh đó cũng cần đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định của hội đồng thi, đồng thời hội đồng thi sẽ tạo điều kiện để các thí sinh hoàn thành kỳ thi theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thầy Trần Quốc Vũ xác định. Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông Thái Phước Hiệp Thông tin năm nay nhà trường tuyển sinh 170 em vào khối lớp 10. Hiện nay chúng tôi đã nhận được 263 hồ sơ đăng ký dự tuyển vào trường. Các em là người dân tộc thiểu số thuộc các xã đặc biệt khó khăn ở các huyện Tri tôn, Tịnh biên, Châu Phú, thị xã Tân Châu. Thời điểm này chúng tôi đã bố trí 11 phòng thi với đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu của thí sinh. Vì hoạt động tổ chức thi tuyển sinh đã được nhà trường thực hiện các năm trước đây, nên chúng tôi cũng chủ động các khâu chuẩn bị từ sớm. Theo thầy Thái Phước Hiệp, trong 263 học sinh dự tuyển vào trường năm nay, có 241 em là dân tộc thiểu số Khmer, 10 em là dân tộc thiểu số Chăm, 2 em là dân tộc thiểu số Hoa và 10 học sinh người Kinh. Dù các em được cộng điểm ưu tiên nhưng mức độ cạnh tranh cũng khá cao bởi số lượng học sinh dự tuyển cao hơn nhiều so với chỉ tiêu tuyển sinh của trường. Hội đồng thi trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông An Giang sẽ vận dụng quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10, đồng thời hỗ trợ thí sinh dự thi tốt nhất theo quy định. Tại trường Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu, thành phố Long Xuyên, mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng cho kỳ thi. Phó hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng thi Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu, Trịnh Hà Long cho biết. Năm nay, trường tuyển sinh 12 lớp 10 qua hai dòng. Dòng 1, sơ tuyển đối với học sinh có hồ sơ hợp lệ và đủ điều kiện dự tuyển. Dòng 2, thi tuyển đối với những học sinh đã qua dòng sơ tuyển. Việc sơ tuyển để chọn học sinh vào thi dòng 2, căn cứ vào các tiêu chí, kết quả dự thi chọn học sinh giỏi các môn văn quá lớp 9, kết quả thi tài năng tổ chức ở địa phương, khu vực, toàn quốc, quốc tế, kết quả xếp loại học lực, hạnh kiểm 4 năm của bậc trung học cơ sở, kết quả tốt nghiệp trung học cơ sở những học sinh đạt tổng điểm sơ tuyển từ 37 điểm trở lên được chọn vào dòng 2 thi tuyển. Do hàng năm, trường đều tổ chức thi tuyển nên mọi công việc đã được chuẩn bị chu đáo để đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc. Hội đồng thi có 39 phòng thi, huy động 110 cán bộ giáo viên tham gia tổ chức thi, tất cả đã sẵn sàng. sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả lợi ích cho bản thân gia đình cộng đồng và quốc gia điện là dạng năng lượng phổ biến thiết yếu ít lợi trong sản xuất và sinh hoạt gia đình rất cần sử dụng một cách tiết kiệm và hiệu quả sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả giúp mọi người gia đình hộ sản xuất ít trả tiền điện hơn nhưng vẫn hưởng được đầy đủ các lợi ích và sự thoải mái mà mọi người mong muốn khi sử dụng điện sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đôi khi rất dễ thực hiện nếu bạn quan tâm đó là từ bỏ thói quen mở tất cả các đèn vào buổi tối và hình thành thói quen tắt đèn, quạt máy lạnh, các thiết bị điện khác khi rời khỏi phòng ngủ, phòng làm việc. Một cách sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả mà mọi người, mọi gia đình, cơ sở sản xuất áp dụng sẽ tiết kiệm nhiều hơn tiền điện mà vẫn đảm bảo tốt nhu cầu chiếu sáng hoặc giữ mức sản phẩm tạo ra trong sản xuất đó là lắp đặt và sử dụng những thiết bị tiết kiệm điện như đèn cơm bắc, đèn led, đèn tiếp gầy, T5, T8 bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời hoặc động cơ điện có hiệu quả. Bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời hoặc động cơ điện có hiệu suất cao hoặc thay đổi chu trình sản xuất một cách hợp lý. Tiết kiệm điện không chỉ thực hiện khi có nhu cầu sử dụng điện mà còn là quá trình mua sắm và lựa chọn thiết bị điện từ ban đầu trước khi sử dụng, đó là lựa chọn những sản phẩm có chứng nhận Energy Star sử dụng công nghệ tiết kiệm điện hoặc có dán nhãn tiết kiệm năng lượng. Mặt khác, cùng với chính thiết bị điện đó, nếu chúng ta sử dụng vào những giờ bình thường, giờ thấp điểm thì sẽ tiết kiệm điện hơn là sử dụng những giờ cao điểm từ 17 giờ đến 20 giờ hàng ngày. Sau đây là một số hướng dẫn sử dụng thiết bị điện thông thường. Bạn nghe đài cần quan tâm để trở thành một người sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, góp phần giảm bớt chi tiêu gia đình nhờ trả tiền điện ít so với trước đây. Đầu tiên phải kể đến đèn chiếu sáng. Sử dụng đèn bắc, đèn LED Quạt đèn tiếp gầy T5 T8 là một lựa chọn hiệu quả cho việc tiết kiệm điện mà vẫn đảm bảo ánh sáng theo yêu cầu. Không sử dụng đèn tròn dây tóc vì sẽ tốn nhiều điện hơn gấp 2 đến 3 lần so với sử dụng đèn cơm bắc trên cùng một không gian chiếu sáng. Đối với tivi, nên chọn tivi có màn hình LCD LED vì tiết kiệm điện năng từ 30% trở lên so với các loại thông thường khác. Khi xem tivi nên tắt bớt đèn điện không cần thiết trong phòng để tiết kiệm điện và mang lại hiệu quả hình ảnh cao hơn mặt khác cần chỉnh độ tương phản và độ sáng màn hình không quá cao và phù hợp. Khi không xem nên tắt bằng nút Power ở TV và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm hoặc ngắt điện bằng công tắc tại ổ cắm. Đối với bàn ủi điện, nên chọn bàn ủi có relay nhiệt, tránh dùng bàn ủi vào giờ cao điểm từ khoảng 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, tập trung nhiều đồ ủi trong cùng một lần để tiết kiệm điện. Nhớ cài đặt nhiệt độ bàn ủi thích hợp với loại giải cần ủi và không nên ủi đồ khi còn ướt hoặc trong phòng có máy lạnh điều hòa nhiệt độ. Khi sử dụng quạt điện, bạn cần lưu ý nên điều chỉnh tốc độ quạt phù hợp với nhu cầu cần thiết vì khi mở quạt ở số mạnh nhất sẽ tốn hao điện nhiều nhất. Nhớ vệ sinh định kỳ và tra dầu vào ổ quạt sau mỗi 6 tháng sử dụng. Đối với nồi cơm điện, tránh mua nồi cơm điện giá rẻ của một số nhà sản xuất chưa rõ thương hiệu và nguồn gốc xuất xứ, không dùng chung ổ cắm với những đồ điện tiêu thụ công suất cao như có thể phát nhiệt nhiều trên dây dẫn và ổ cắm điện. Không nên nấu cơm quá sớm, chỉ nên nấu cơm trước khi ăn khoảng 30 đến 45 phút để hạn chế thời gian hâm nóng sẽ ít tốn điện. Làm sạch đáy nồi phía bên trong và bên ngoài và làm sạch mâm nhiệt tiếp xúc đáy nồi chính là biện pháp tiết kiệm điện năng trong quá trình sử dụng nồi cơm điện. Máy giặt đã trở thành một thiết bị gia dụng hiệu quả, nhất là đối với những phụ nữ phải quán xuyến công việc gia đình. Để tiết kiệm điện chỉ sử dụng máy giặt khi quần áo cần giặt đã đủ theo số lượng định mức của máy, hạn chế sử dụng máy trong giờ cao điểm và hạn chế cài đặt chế độ giặt bằng nước nóng khi không thực sự cần thiết. Đối với máy lạnh, khi có nhu cầu lắp đặt bạn nên chọn loại có công suất phù hợp với phòng và không nên mua loại đã qua sửa chữa mà cần chọn loại có chứng nhận tiết kiệm năng lượng. Khi sử dụng nên cài đặt nhiệt độ lạnh hợp lý, ban ngày 25 đến 26 độ, ban đêm 25 đến 27 độ. Máy bơm nước dùng điện hiện nay là một thiết bị phổ biến trong sản xuất nông nghiệp và sử dụng nhiều cho sinh hoạt gia đình. Nên chọn máy bơm nước phù hợp với công suất cần sử dụng vì máy có công suất lớn hơn nhu cầu sẽ tiêu thụ điện nhiều hơn, nên sử dụng bồn chứa nước để giảm tần suất sử dụng, tiết kiệm chi phí điện nước và tăng độ bền máy bơm. Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả chính là tiết kiệm cho ngân quỹ, gia đình và doanh nghiệp bà con có thể liên hệ phòng giao dịch khách hàng của điện lực nơi mình cư trú để được trao đổi tư vấn và sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả hoặc tham khảo trên trang web http 2 2 xuyệt evn vn của tổng công ty điện lực miền nam hoặc tham khảo các trang web của các trung tâm tiết kiệm năng lượng tỉnh thành phố Thưa quý vị và các bạn chương trình thời sự của trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt